chịu rồi má. Cái con này nó cái súng của nó phải phải đứng im bắn không được chạy. Mấy con này nó bay vô liên tục á, nó cái súng to 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 tỏ ra mới 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 làm ăn được được. Cái con mà mấy được không cờ ly được căng ta ơi. Phải ơi, xong rồi, xong nhiệm vụ của nó rồi nè. Bây giờ mình cần vượt qua cái map này là được. Vụ của này nó map sao nó cần gì không? Upgrade LM Gun Phantom tu level 18. LM Gun là con nào đâu? Chạy trước mất công. À LM Gun là con này rồi, ok. Cái map 2 nó yêu cầu, cái map 2 yêu cầu đi con này. Mình cày trước con này cho mạnh đi. Má nói gì nói vẫn thích chơi con mấy con thôi nha mẹ. Con mấy con đi map nhanh vậy. Mẹ chơi mấy con này cờ ly map lâu cái cứ. Chịu anh không biết nữa. Mà làm gì lúc con hút xuyên được. Cái bơm em yếu quá, máu em yếu quá, anh hút nó bể khiên làm gì hút xuyên được. Con cái suy kỹ của con đen đâu phải là đam tụ lực đâu, chỉ có đam tụ lực mới bỏ qua được khiên của con bơm thôi. Con bơm nó còn hấp thụ cả đam chủng được luôn mẹ. Cái khiên bơm này do em yếu quá, máu em không đủ, con biên nó hút vô máu chứ làm gì con điên hấp thụ được khiên. Làm gì con điên nó đam xuyên được khiên bơm. Đó là do em yếu quá là nó hút vô đam luôn á chứ làm gì mà khiên bơm làm sao mà con đi bấm hút vô được. Cái khi nó chỉ cái đam tụ lực nó xuyên được thôi. Con bơm nó còn hấp thụ đam chuẩn được luôn mẹ. Không có, khiên của bơm chỉ có một mình là đam tụ lực mới xuyên qua được thôi. Đam chuẩn, đam tụ lực thôi. Đập trong skill của con bơm đó, nó còn hấp thụ được cả đam DOT luôn hay không? Theo anh nhớ là vậy. Vô có skill đó, mình đọc skill cái khiên của con bơm có một loại khiên thôi, cái khiên đầu tiên của nó là cái khiên mạnh nhất rồi. À con này nó không đào đá được rồi. Bây giờ là bắn lấy
bắn vỡ đá luôn hay là tôi nghĩ là tôi cần bắn đá đi. Không, bay khiên là do mình yếu nha, bay khiên là do mình yếu. Con đen sát thương con đen bóng nó chỉ hấp thụ cái khiên của con đen bóng, nó hấp thụ thêm máu tối đa của nhân vật nha. Bay khiên là do mình yếu, không phải là do con đen bóng nó hút xuyên cái khiên nha. Khiên của điên bóng đâu, khiên của bơm này chỉ có chày nó đâm xuyên qua thôi, hoặc là những con nào có đâm xuyên thì nó mới bỏ qua được thôi. Trong một kiểu nó có ghi mà. Đi cây nó không phải là khiên, đi cây nó là hộ thể. Cái khiên của con bơm nó khác nha, cái khiên cái lá chắn của con bơm nó khác với của con đi cây nha. Con đi cây nó là hộ thể, cái khiên của đi cây là hai cái nó khác nhau. Cái khiên của con bơm nó hấp thụ nhiều đồ đam lắm, còn cái khiên của đi cây nó chỉ là cái máu thịt của mấy em ấy. Dùng từ nào để giải thích cho nó dễ nha. Cái khiên của con đi cây á là cái tôi dùng từ hộ thể cho đúng nha. Cái hộ thể của con đi cây á nó như là cái HP thường của mấy anh em khiên bơm nha. Khiên bơm là nó sẽ hấp thụ được nhiều lỗ đam, còn cái hộ thể của con đi cây á, nó máu là máu trực tiếp, ăn đam vô là đam thẳng trực tiếp, khác như từ chỉ số nhân vật thôi. Thì mấy anh em hiểu hiểu như là cái khiên của con bơm á, là một cái tấm khiên, còn cái hộ thể con đi cây ấy, nó là như cái lớp áo giáp ở ngoài á, lớp áo ở ngoài, áo khoác ở ngoài đây. Từ để chút nữa vô game thì giải thích chơi, giờ đang chơi con game này dùng cái từ từ để anh ngồi anh suy nghĩ đi, tại vì anh đang tập trung con này để anh kiếm cái từ nào mà anh suy nghĩ anh giải thích cho mọi người dễ hiểu cho. Từ từ giải thích cho ta, hai cái nó khác nhau nha. Rồi ok hiểu rồi. Cái khiên của con bơm, á là cái khiên tính theo HP tối đa của nhân vật. Cái khiên đó là như là mấy anh em bây giờ mấy anh em đi ra ngoài đường đúng không, mấy anh em đội mũ bảo hiểm á nha. Còn cái khiên của con đi cây á là cái khiên như là khiên da thịt của mấy anh em, giờ mấy anh em có mỡ nhiều thì ok, mấy anh em khi mà bị tai nạn mỡ của mấy anh em ra hấp thụ sát thương được nhiều thôi, mấy anh em đỡ bị đau hơn. Còn cái khiên của con bơm là cái khiên mà mấy anh em đội mũ bảo hiểm đó, dạng gì đó, biết mấy anh em hiểu không? Hiểu được hiểu nha, hiểu được thao nha. Tại vì cái máu của con DK nó không có kèm theo mấy cái hiệu ứng, nó không có kèm theo là giảm sát thương hay là thứ gì đó, đó là như là cái máu gốc ra là như là mỡ, như người mấy anh em tạo ra mỡ để tạo ra thịt nạc vậy đó. Như mấy anh em đi tập gym rồi mấy anh em săn, mấy anh em đốt mỡ xong rồi mấy bếp đốt calo tạo ra thịt nạc vậy đó. Đúng rồi, khiên bơm là khiên cầm trên tay đó, nó hấp thụ mọi loại đam trừ đam tụ lực ra thôi, nó có một số loại đam nó không có hấp thụ được thôi, còn gần như là nó hấp thụ được hết. Còn khiên đi cây là nó chỉ cộng lên thôi, nó như máu, nó như thịt bình thường vậy. Plasma đam điện, plasma là gì?
Đó, giải thích gì hiểu chưa? Không nghe, mình vô thông tin á, cần gì có quân tướng đâu, mình vô thông tin mình đọc cái con cơ bản của con bơ mi mắn vô cái phần thông tin nó có ghi mà. Em bắn vô cái phần cơ bản á, em bắn vô cái phần cơ bản của con, em bắn vô cái phần cơ bản của con bơm á, cái thông tin con của nó có mà. Cần gì mình nghe lời ai, mình vô mình trực tiếp mình vô mình coi luôn chứ cần gì mình coi thằng nào. À, thả đảo hết nốt con này nghỉ mấy em. Giết xong con boss này nghỉ. Thả đảo map 2 này. Tầm này chắc chơi con này thì phá đảo dễ rồi, con này chạy nhanh với thức rồi. Tại tại nhiều người đổi cơ bơm là tại sao? Tại vì á, bản thân những con tướng XR cộng á, nó đã có tạo được máu đi cây rồi, nó tự tạo được hộ thể rồi. Thì khi tại sao chơi khiên bơm? Tại sao người ta chơi cơ bơm? Tại vì khi mà chơi cơ bơm á, là khiên bơm là sẽ là cho bao nhiêu phần trăm cái lá chắn dựa trên máu tối đa của nhân vật. Thì máu tối đa của con điên bóng nó cao, tại vì mấy anh em build đồ HP không à, cho nên là cái khiên nó sẽ trâu. Và người ta chơi cơ bơm. Và bản bản thân con điên bóng á, nó tạo được hộ thể rồi, con MK nó cũng tạo được hộ thể nữa, cho nên là người ta chơi con bơm để người ta lấy hai loại khiên, một khiên là một cái khiên là hấp thụ mọi loại sát thương đó, rồi một cái món cái hộ thể của DK thì chống chịu sát thương đó. Mấy anh em hiểu được khái niệm là mấy anh em mới chơi được nha, đừng có nghe người ta nói. Bản thân là mình phải vô mình đọc trước, mình đọc cái skill đó mình có hiểu được cái skill đó không ạ. Là muốn 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 làm gì là làm. Rồi không không phá đảo ăn ăn giết hết con boss này nghỉ. Ăn hết con boss này xong nghỉ. Biết chơi rồi, giờ biết chơi rồi. Giờ biết chơi rồi mấy ông. Tôi không còn như xưa nữa rồi. Tôi đã trở thành hi ha anh thợ đào mỏ chuyên nghiệp rồi. Chút nữa chơi xong cái này đi, xong cái này tôi vô tôi giải thích cho mấy anh em nào đang coi live, giải thích cho mấy anh em cái đó chơi, cái đó hay mà mấy anh em hỏi cái đó hay đó, hỏi đúng cái rồi đó.
24 luôn không đủ. Rồi. Dần cuối. Ủa chưa à? Chết mẹ rồi, chưa dòng cuối mà Ron hết tiền rồi. Đủ không để ý rồi, chưa dòng cuối rồi. Có mấy cái flycam bay xung quanh bắn đã vậy. Ok, lấy thêm một cái quay tôm nữa. B ở phía sau rồi. Ồ, lụm. Ồ, SB phía sau rồi. Ồ, lụm điên luôn. Rồi phá đảo rồi đó, con vui bốn cuối nè, phá đảo rồi đó. This
hết máu, đi đào máu cái hả? Hết máu rồi, đào máu ra. Đầu buồn này cho nó thôi. Phá đảo rồi, sắp phá đảo rồi, sắp phá đảo rồi, cố lên, tập trung. Ồ, mình dẹp hết quái luôn rồi. Né ngang là được, né ngang là được.
Né ngang là được, né ngang là được. Ồ dễ chứ vậy. Trời ơi, chơi con này vậy thôi chứ không cần nhìn. Chơi con này vậy thôi không cần nhìn mấy không. Ôi nghĩ cái đồ hình này nó dẹp hết cái map luôn. Ăn thêm nó ép. Ôi, ôi, xong. Ôi, xong. Mở được 3 màn rồi, 2 ngày chơi mở được 3 màn rồi. Ngon lành. Xong xong nghỉ mấy anh em ơi, phá đảo rồi, mày đúng 2 giờ luôn rồi. Rồi mới mở được một cái con này nó tăng XP à. Mở mở cái đủ khó 3 nè. Upgrade Warthog. Warthog là con nào? Warthog là con nào? À Warthog là con này. Update Warthog là con này. Rồi ok. Mai mình cày con này mấy anh em. Rồi thôi ok, nghỉ mấy anh em ơi. Hôm nay tới đây thôi. À quên, Du sẽ vô game tôi giải thích cho mấy ông cái cơ chế của cái khiên này cho mấy anh em nào mới chơi mấy anh em chưa biết. Rồi ok, dừng ở đây ha. Con game này kết thúc ở đây. We'll be right back.